Vẫn mình là Gamen tổng hợp và xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với series PUBG Mobile của mình. Và hôm nay thì chúng ta lại vẫn lại chơi ở những cái map mập chuyên nghiệp, đó là cái mập này thì nó mới ra vào đầu tháng 4 này thôi. Và hôm nay thì mình sẽ kiếm một cái top 1 nhẹ nhàng cho các bạn coi. Một là mình toang, hai là top 1. Chỉ có hai điều đó xảy ra thôi mọi người ạ. Và bây giờ mình sẽ nhảy xuống đây nhé. Chỗ này nó cũng qua kia mình xuống rồi, thôi đi chỗ khác đi. Vừa trận đầu tiên vào ngay một tên khá là nì nợm, mình vừa xuống cái dùng xúc xúc nọ là bắn toang luôn ông giáo ạ, khiếp thật. Mình chơi yếu thì cứ nhảy vào cái khu vực mà ít dân chơi vào ấy mọi người. Còn chơi mà pro hơn một chút nữa thì vào tranh ở những khu nhà giàu hơn, để cho những dân chơi kia nhìn thấy mình nó sẽ sợ hãi. Nhưng thực ra chơi cái này thì các bạn biết rồi, nhanh tay nhanh mắt, và nói chung là cái sự quan sát tốt thì chúng ta sẽ đến chiến thắng nhanh mà thôi. Còn chúng ta quan sự quan sát của ta nó kém thì đành chịu thôi. Ô sao không vào được à? Ở đây rồi à, xuống đâu giảm giật đó, có dân chơi đó, có súng đâu, khổ tôi chưa. Ủa, nó quất rồi. Này hả, sợ lắm sợ lắm, toàn dân chơi thôi. Mình yếu thì mình cứ làm sao chơi theo cái kiểu du kích mọi người ạ. Chơi một hồi thì nó cũng quen tay thôi anh em, không 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 vấn đề gì đâu. Chúng ta có hay chơi hay không là điều quan trọng, nhưng còn chơi cái này thì nói chung là ai cũng chơi được hết á. Cơ bản là chúng ta có chơi tốt hay không, nhanh tay nhanh mắt hay không, đó là điều quan trọng nhất mà khi chơi những cái game như thế này. Tôi nói thật chứ cái này con gái cũng chơi được chứ không phải con trai đâu. Bảo lộ gần đời rồi. Cái này con gái chơi nhiều lắm, vì hôm nọ mình thấy các bạn nữ vào đây xôn xao chơi môn thể thao người lớn, à bắt môn thể thao dành cho nam giới mà chơi khá là tuyệt vời. Cái này nát rồi sao ấy, chạy nát rồi, nát rồi, chờ mình tí nhé mọi người nha. Ôi, mình đến rồi, vừa nãy có điện thoại nên là phải chạy ra nghe. Rất là mong mọi người thông cảm nhé. Rồi đi đi, đi thôi em, chạy nhanh lên bo kìa. Và bo thì khá là xa rồi mọi người. Như ở đây nó không có xe sao. Lạc quá. Mọi người chơi thông cảm, mọi người xem thông cảm nhé. Lắc thế này làm sao mà chơi được, làm sao lấy top 1 được. Nào nào nào, mở cửa đi, chán ghê ấy. Cái gì thế, cái gì thế, nhặt
Nhật vội nhật vàng thế. Ok. Đây đoạn xanh, mình lấy đoạn xanh đi, khổ đoạn xanh đi. Khỏi xanh chưa nó hay. Mạng yếu nhìn trông chán đời thật đấy. Có khách có thích khách đâu. Thích khách. Mình phải đi tìm cái mũ 3, giáp 3 thì cảm giác nó mới yên tâm được, chứ không đội cái thằng mũ 1 này nhìn nó. Trông nó kinh quá. Càng nhanh càng tốt mọi người ạ. Mình đang bị thất thế là ở xa, rất là xa vòng bo, và những dân chơi kia thì mình nghĩ rằng bọn chúng đã chạy hết vào vòng bo rồi. Và trên bản đồ của chúng ta các bạn thấy rằng còn 68 dân chơi nữa, con số khá là đẹp, 68 mà lộc phát đấy. Và mình thì vẫn lang thang ở một đâu một khu nào đó trong cái bo này. Ôi, ở đây khá là nhiều nha. Khá là nhiều nhậu, có mặt hai thằng. Đây đây đây, tớ nhìn thấy mẹ ăn đây phải. Vào ra. Có một thằng ở trong nhà nữa. Khiếp đấy. Còn một thằng ở đây nữa sao? Mình thấy nó chạy ở đây mà ta. Đây đúng tài chơi này, sở hữu rất là nhiều đồ ngon, vật hết đồ ít đi, nát có mọi người thông cảm nhé, đúng tài chơi luôn. Hai thằng bốt vừa lấy nhỉ, hai thằng này ta. Ôi, súng cái này sao ngắt. Rõ ràng mình thấy một thằng chui trong đây này. Có. Cùng 58 này cùng nhau toang. Ừ, có rồi, chúng ta đi thôi. May quả đấy mình tỉnh táo, mình nằm xuống đấy mà gỡ. Không thì cũng xong với nó đấy. Dân chơi đây khá là nhiều và những dân chơi là toàn dân chơi chuyên nghiệp. Nên là rất là nguy hiểm. Khi chúng ta mà xử sự không, gọi là phán đoán không tốt là chúng ta hy sinh đấy. Và ở đây hình như là không có xe. Không có xe thì phải. Và chúng ta vừa phải di chuyển càng nhanh càng tốt. Và chúng ta cần phải, đây, đây, trong đây có ba lô ba. Rất nát, khó chịu ghê. Chúng ta càng di chuyển nhanh thì càng tốt. Và các bạn biết rồi, khi di chuyển như này thì không có xe nào cần
phải vào trong bo càng sớm càng tốt. Điều đó là cần thiết nhất mà khi chúng ta chơi ở những cái mập như thế này, cái mập mà chúng ta chỉ có một số lựa chọn mà thôi, đó là đó, thấy chưa? Chạy nhanh nha. Đây là dòng sông băng, đóng băng này. Đó. Không chạy nhanh là bo rồi, biết ngay. Cố lên chia kia, cố lên nào, bo còn khá dài. Và chúng ta phải qua cái phòng post kìa. Đó, cái chỗ mình đánh dấu này, nó còn khoảng 2.000 mét nữa. Mình nhớ ngày trước là mình mới chơi cái này ấy, thì rất là gà, nó ngố ngố kiểu gì, nó bắn thì nó cũng ngượng, và bây giờ cũng vậy thôi, nhưng mà cơ bản là bây giờ thì mình hơi quen một chút, gọi là hơi quen cái gì đây, hơi quen ở cái góc độ là đây, mình sẽ lấy thằng này để bắn. Hơi quen ở cái chỗ kiểu là chúng mình quen cái tay ấy, và quen mập, cho nên là cũng khá là, không phải là tự tin mà cũng khá là gọi là biết chơi một chút thôi. Còn thực ra để chơi giỏi thì mình không giỏi. Chơi làm sao gọi là chơi nó nhuần nhuyễn thì cái đấy chúng ta phải tập khá là nhiều. Vì mình xem những cái người chơi làm PUBG là mình xem những người cái là chơi là khá là chuyên nghiệp và hay lắm. Ồ, đạn còn 4-5 viên là xanh. Nhìn họ di chuyển, những cái lúc mà người ta di chuyển cảm giác là nó khá là đẹp mắt, và với là nhanh nhạy, cái là nhìn nó thanh thoát lắm, không rối rắm như mình đâu. Mình nhìn trông nó kiểu làm sao kiểu mới tập chơi á. Nhưng mà cũng đỡ hơn là những cái bạn mà mới chơi. À, điều đó thì mình cũng 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 công nhận. Thì những người mới chơi thì đa số là những người mới tập làm quen này thì nó khó lắm. Ví dụ chơi trên màn hình điện thoại thì nó khá là khó hơn so với chơi trên bàn phím hoặc là chơi trên máy tính. Máy tính thì cái độ giả lập nó cao hơn, và cái này thì như ở trên điện thoại thì sự quan sát của màn hình rất là nhỏ, nên chúng ta phải cần sự quan sát thật tốt và nhanh nhạy, và những cái đầu ngón tay của chúng ta là bốn, chơi được 4 đầu ngón tay chứ không phải chơi được 2 đầu ngón tay như mình đâu. Có những cái tài dân chơi chơi được 4 đầu ngón tay luôn. Đó là những dân chơi gọi là dân chơi thực thụ đấy. Mình thì nói chung là còn phải, với lại chơi cái này thì nó cũng giống như kiểu là nó có một cái năng khiếu ấy mọi người ạ, chứ không phải là đơn giản ai cũng chơi được đâu, ai cũng chơi được, nhưng mà có cơ bản nó có giỏi hay không, đó là cái điều mà, điều quan trọng nhé. Mình thì cũng nói với các bạn là mình không có giỏi đó, nên là mình vẫn chơi được, không giỏi mà thôi, nhưng mà cũng có thể là phục vụ anh em được, cũng có thể là top 3, top 4 vẫn có đấy, vì mình trốn mà. Thì cái này nó là chơi để làm sao sống sót, người cuối cùng là người chiến thắng, và top 1, top 2 thì cũng ok lắm rồi, nhưng cơ bản là chơi nó phải hay, nó phải đây đây có sự cống hiến. À, đấy là cái điều mà chúng ta đang cần 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 thiết để cho khán giả xem. Mình thì thật sự với các bạn là chơi nó không được giỏi, cho nên là đôi khi để mình nói lấy hết cái này đấy nhá. Đôi khi cũng rất là muốn làm sao để súng lửa nằm ẩn tên lửa rất là muốn là cống hiến các bạn, cho những các bạn xem những trận đấu rất hay, nhưng mà nó chỉ đến ở cái mức độ đó thì các bạn cũng thông cảm nhé. Bắn nhau kính ghê. Đâu đâu đâu. Mũ ba. Vừa mình có nghe tiếng súng ở đây nữa. Nghe tiếng súng đây nữa. Ôi dồi, kinh chưa. Các bạn thấy ở đây chúng ta có cốp 6 này.
Vứt hết cái này đi, không cần thiết nữa rồi. Kia là cúp sắt khá là hay. Rồi đi 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 đi. Không quay lại mấy mấy anh ấy nữa. Đây nữa, đây có xác xem có gì không. Đạn xanh lấy luôn. Đạn xanh. Rồi đi, đi lên tèo thôi. Đó là cái mà mình tâm sự thật với anh em, nói thật là mình chơi không có được hay nhưng mà muốn làm video để cống hiến cho anh em thôi. Cần chơi cái này hay thì cần chúng ta cần tập luyện khá là lâu dài và cái đấy là giống là cái sở trường và giống kiểu là cái phải nói là sao ta, phải nói là đó là cái duyên với game này. Anh em thấy là chamber, rất là nhiều chamber họ họ chơi khá là hay, như là chamber, như là năm blue tí hoảng đồ các thứ đó, là những dân chơi đấy mà là dân chơi thực sự thực thụ, còn mình là giống như là dân chơi lựa mùa mà thôi, nó không 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 có cái gọi là cái độ chính xác cao nhiều lắm, nhưng mà cũng muốn làm sao cống hiến cho anh em và khán giả những trận game nhìn nó hài hài tí thôi, chứ còn thực ra để mà hay quá thì mình không dám, mình không có cái gọi. Ồ, có khách nhá. Chín chín kêu đấy, mình đoán ở đây sẽ có nhiều dân chơi đang chạy sau mình này, vì bo đang ở ngoài kia rồi. Đi nào em yêu, đi 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 đi. Đồ đạc là sen đồ em còn gì không, khá là nhiều đạn, nhiều nước nước ok rồi, rồi chúng ta sẽ đi được, còn 14 thanh niên nữa và 14 thanh niên này là những thanh niên ưu tú đấy, mà trong đó có mình nha. Mình thì nói chung là chỉ lận lận thôi và sống sót đến màn cuối cùng là hay lắm rồi, nhưng nhiều trận mình cũng chơi bờ rồi đó, nó nhiều khi là hàng chơi kiểu là giống như là tùy ngày đấy, giống như vậy. Ôi chưa chưa quay quay tivi tí đi rồi cho bố tắm nha, bố chưa nốt cái này đã nha. À đây rồi, từ đầu trận đến giờ thì các bạn này mới thấy một cái ô tô, có vẻ như ô tô đây khá là hiếm, há 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 là hiếm hoi. Mình sẽ sở hữu em này đi, chạy vào bò trước. Ô tô kìa, ô tô kìa. Cháy đi, cháy xe đi. Ồ, ôi không cháy xe ông ơi. Tự, ừ. Tí này cháy xe. Ôi mình chạy ra đây đi. Đây có dân chơi. Có dân chơi bắn kinh chưa? Ok. Bắn xe gần lỗ rồi. Tiếc quá. Xe nó vất đầu khu này thôi này. Đây đây nó đây, nó đây. Sao nó giật thế nhỉ? Bạn thấy không, giật không kìa? Rồi, tiêu một thằng. Vừa mình bắn được cự ly nào đó. Chỗ này. Chín thằng nữa.
Không biết ai là top 1. Thằng đấy sao nó cứ lát lát nó giật 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 giật. Khó đấy. Sao nó móc lốp mà chết đấy. Được. Cái này nói chung anh em phải quan sát thật kỹ nhé. Và bây giờ thì chúng ta còn 8 dân chơi thôi. Cho nên là hay là cái thằng vượng đấy nó đi xe mình bắn nó gần lộ rồi ta, phá nó nhỉ. Còn 8 dân chơi nên là chúng ta cần đề cao cảnh giác thôi, chạm vào đi. Không chạy vào bo thì chết đấy. Đó, 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 đó. Thôi mình cứ chạy vào trước. Đây thằng thằng xe nó này. Hay vừa nó nằm ở đây thôi. Sao sao nó nghèo thế nhỉ? Trời, con nhà nghèo mọi người ạ. Chạy từ đầu 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 trận đến bây giờ mới có bình nước với khẩu AK. Nghèo hơn mình tưởng và nghèo hơn cả mình luôn. Máu, 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 bắn kinh chưa? Kiểu gì nó phải chạy qua đây. Chạy qua đây không? Nó phải chạy qua đây. Mình đứng đây mình canh đi. Mình phải nhìn bên này nữa này, bên tay phải, tay trái. Không ăn quả ốp vào đầu là xong luôn đấy. Đến những trận cuối như thế này thì các bạn ạ khá là hồi hộp và cân não. Chờ chút đi nốt này đã. Có xe, có xe. Xe rất là đẹp. Cơ to nhỉ? Bò cơ to thế. Này bưởi tí hỏng luôn. Khiếp thật. Các bạn thấy không? Nó treo lên nó nhìn mình luôn. Quả đấy không nhanh tay là xong luôn á.
bốn thanh niên nữa thôi. Mình đang bận việc quá mà chờ lâu quá nhỉ. Mình coi như là ở giữa bò hay sao? Cho có bom khói nữa. Có thằng ở ngoài bò. Chắc chắn luôn. Hơi bị hồi hộp. Chắc mình sẽ nằm đây là cách tốt nhất rồi. Xuống nhà đi, xuống nhà đi. Chết rồi. Muốn nằm đây luôn à. Quả đấy xử lý kém quá, không phải kém mọi người ạ, tại vì khi nó ném mìn ấy là mình đã bị dính một lửa quả rồi. Nên là mất một ít máu rồi. Thôi, bây giờ mình xin phép dừng video ở đây nhé. Bye bye và hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.